Kết hôn là lần duy nhất mà bạn có thể tự lựa chọn người nhà, cũng là lần mà bạn được tái sinh với một đôi mắt mở. Cho nên, bạn muốn cùng người như thế nào bước chọn một đời thì hãy tìm người như thế ấy. Trong vụ án ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy được câu nói trên thật sự rất đúng. Chưa bàn đến việc hung thủ là ai, hắn đã sát hại nạn nhân vì nguyên do gì, nhưng cả hai người phụ nữ xuất hiện trong vụ án này đều là minh chứng cho câu nói kết hôn phải chọn đúng người. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh The Addict. Ngày 6 tháng 9 năm 2008, tại làng Trương Nhược, một ngôi làng nhỏ nằm ở rìa thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Ông Tôn, người dân làng Trương Nhược, sáng ngày hôm đó khi đi lên núi hái thuốc đã phát hiện ra một thi thể nam bị phân hủy nghiêm trọng. Ngay lập tức, cảnh sát quận Kỳ Châu đã có mặt sau khi ghi nhận được cuộc gọi của ông Tôn. 8 giờ sáng, ngày 6 tháng 9, cảnh sát đã có mặt ở trên núi nơi phát hiện ra thi thể. Qua quan sát, hiện trường là ở gần bờ suối, thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng, không thể nhận dạng. Quần áo trên người nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm một đôi giày thể thao nam màu trắng. Người mất mặc áo thun đỏ dài tay, quần kaki dài màu đen. Tuy nhiên, những vật thể có thể xác minh thân phận thì không được tìm thấy. Ngoài những đồ vật trên, cảnh sát còn có thể tìm thấy cách thi thể khoảng 3 mét có một cây sắt dài khoảng chừng 40cm và có diện tích khoảng 5cm, lõi rỗng nhưng bề dày đến 2cm, rất cứng cáp. Cây sắt này đã bị móp nặng và vặn vẹo ở phía trên, vì thế nên nó bị nghi ngờ là hung khí gây án. Dựa trên tốc độ phân hủy của thi thể, đồng thời xem xét vào thời tiết và nhiệt độ dạo gần đây, cảnh sát phán đoán nạn nhân có lẽ đã mất khoảng 2 tuần. Nạn nhân được xác định là nam giới, có độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi. Qua phong cách ăn mặc suy đoán, nạn nhân có cuộc sống khá giả. Nguyên nhân tử vong hiện tại chưa thể chắc chắn, nghi ngờ là do bị tổn thương phần đầu. Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát nhanh chóng đưa thi thể về đồn để tiếp tục khám phá, tránh để lâu ngoài môi trường ẩm ướt trong rừng, làm đẩy nhanh quá trình phân hủy. Xung quanh thi thể lúc này lúc nhúc ruồi nhặng, bọ cùng với sòi cũng đang tranh nhau miếng mồi ngon của chúng. Mùi hôi từ thi thể tỏa ra khiến cho nhiều viên cảnh sát cảm thấy vô cùng khó chịu. Phần thịt của nạn nhân đã chảy trộn lẫn vào với đất cát, không khí bức bối đến đáng sợ. Các cảnh sát phải mất rất nhiều thời gian để di chuyển thi thể xuống núi. Đồng thời, một nhóm điều tra viên khác vẫn đang cật lực ở lại để tiếp tục điều tra. Theo như tìm hiểu, trong 2 tuần trở lại đây, làng Trương Nhược đã đón tổng cộng 3 cơn mưa lớn và một vài cơn mưa nhỏ, nhiệt độ và độ ẩm đều thấp. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ phân hủy và có khả năng nạn nhân cũng có thể đã mất trong khoảng 10 ngày. Ngọn núi này nằm ở trong khu vực làng Trương Nhược, hầu hết mọi người lên núi, hái nấm, hái thuốc đều là những người dân trong làng. Ngoài ra, dựa trên quần áo mà nạn nhân mặc, cảnh sát suy đoán người này có khả năng đã bị sát hại ở trong làng, sau đó bị đưa thi thể lên trên núi để phi tang. Tuy nhiên, suy đoán này của họ đã nhanh chóng bị manh mối tại hiện trường phản bác. Khi kiểm tra các đồ vật của nạn nhân, cảnh sát nhận thấy phần đế giày có dính một lượng đất đỏ. Loại đất này không có ở trong làng mà chỉ xuất hiện tại một số vị trí nhỏ ở đoạn chân núi. Điều đó cũng có nghĩa là nạn nhân đã chủ động di chuyển lên núi. Nhưng điều này thật sự có chút mâu thuẫn, đúng không các bạn? Ai lên núi mà lại mang giày thể thao và ăn mặc đẹp đẽ như vậy để làm gì? Trừ khi nạn nhân đã lén lút lên núi để gặp ai đó. Ngoài ra thì các bác sĩ pháp y cũng đã kiểm tra thi thể và phát hiện trên hộp sọ của nạn nhân có phần xương bị vỡ. Dựa trên kích thước vết thương và độ biến dạng trên thanh sắt, cuối cùng thì cảnh sát đã có thể khẳng định chắc nịch về nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Nạn nhân bị hung thủ dùng lực mạnh, nhiều lần dùng thanh sắt tác động mạnh vào đầu khiến cho nạn nhân bị chấn thương sọ não, cuối cùng dẫn đến tử vong. Cảnh sát đã chụp lại hình ảnh những đồ vật của nạn nhân, đồng thời đăng thông báo mất tích tại địa phương. Thế nhưng trong 3 ngày liên tục, họ không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào có liên quan đến thi thể trên. Lẽ nào nạn nhân không phải là người địa phương như cảnh sát suy đoán? Trong thời gian này, cảnh sát đã liên tục rà soát khu vực núi, đặc biệt là trong bán kính 2 km, lấy vị trí phát hiện thi thể làm trung điểm. Ngoài ra thì cảnh sát cũng bắt đầu kiểm tra thông tin
từ những người dân làng Trương Nhược và hai ngôi làng bên cạnh tìm kiếm về thông tin người mất tích. Dù đã liên lạc hỏi mỗi nhà ít nhất 2 lần, nhưng toàn bộ người dân của làng Trương Nhược đều khẳng định gia đình mình không có bất kỳ người đàn ông nào trên 30 tuổi bị mất tích. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 9, khi cảnh sát quyết định sẽ quay trở về đồn và phân tích những manh mối xung quanh thi thể, thì sự xuất hiện của một người phụ nữ đã khiến cho vụ án có thêm điểm sáng. Vào sáng ngày 10 tháng 9, cảnh sát đã di chuyển đến nhà Trương Tấn Tài. Người này trước đó cảnh sát đã đến gặp, nhưng lúc đó anh ta đang trong tình trạng say xỉn nên không thể nói chuyện. Dù lần này đã tỉnh táo, tuy nhiên lời khai của Tài vẫn như cũ. Anh ta cho biết nhà chỉ có hai vợ chồng và mẹ già, không có anh em nên không có người thân mất tích. Thế nhưng khi cảnh sát vừa mới quay đầu rời đi thì vợ của Tài là Châu Tú Dung đã chạy theo. Cô nắm tay một vị cảnh sát, sau đó kéo họ cách xa ngôi nhà của mình. Tôi nghĩ là tôi quen người đó, ý chỉ nạn nhân, bộ trang phục đó rất giống với một người mà tôi biết, Châu Tú Dung nói, vừa lén nhìn về phía ngôi nhà của mình. Đương nhiên, nghe được lời này thì cảnh sát như bắt được tia hy vọng. Họ ngay lập tức hỏi Dung về nạn nhân. Thế nhưng, khi chỉ mới vừa buông được vài câu thì Trương Tấn Tài từ xa đã gọi tên tìm kiếm Châu Tú Dung. Dung có vẻ rất sợ chồng mình, cô hứa với cảnh sát rằng 30 phút nữa thì cô sẽ chạy đến đồn để tìm họ. Sau đó thì không nói gì thêm, chạy một mạch về hướng ngôi nhà. Cảnh sát nhìn thấy thái độ của Dung liền đoán rằng sự việc này có thể liên quan đến cả Trương Tấn Tài. Thế nên họ không vội rời đi mà lặng lẽ quan sát gia đình từ xa. Nhìn thấy vợ từ bên ngoài chạy về, Trương Tấn Tài không nói không rằng, tát vào mặt vợ và quát: "Không lo cơm nước mà đã chạy đi buôn chuyện, nấu cơm xong thì đi mua rượu cho tôi ngay." Sau khi lo ổn thỏa việc nhà, Châu Tú Dung viện cớ là có việc, sau đó đi một mạch đến đồn cảnh sát. Tại đây, cô nói người đàn ông tử vong ở trên núi có thể tên là Lưu Kiệt Đông, 34 tuổi, người làng Trấn, ngôi làng ở bên cạnh làng Trương Nhược. Cảnh sát cũng hỏi về mối quan hệ của Dung và người đàn ông tên Lưu Kiệt Đông, nhưng cô không trả lời. Ngược lại, cô chỉ nói rằng đó là suy đoán của mình vì cô đã từng nhiều lần nhìn thấy Đông mặc bộ trang phục này. Thái độ úp mở lảng tránh của Dung khiến cho cảnh sát cho rằng chắc chắn là cô biết nhiều hơn là những gì cô ấy đang kể. Vì vậy, họ liền hỏi đến chồng của Dung là Trương Tấn Tài. Tuy nhiên, Dung khẳng định Trương Tấn Tài không có liên quan gì đến chuyện này, thậm chí Tài còn không biết Lưu Kiệt Đông là ai. Sau khi nói xong, Châu Tú Dung liền đứng dậy, có ý định rời đi. Nhưng cảnh sát bây giờ cảm thấy cô ấy còn giấu rất nhiều điều nên đâu thể nào để cho cô ấy rời đi dễ dàng như thế. Nhưng họ cũng chẳng hỏi sâu thêm điều gì, cảnh sát chỉ hỏi Châu Tú Dung về nơi ở của Lưu Kiệt Đông. Đầu tiên họ muốn xác định xem Lưu Kiệt Đông có phải là nạn nhân hay không. Nếu Lưu Kiệt Đông là nạn nhân thì Châu Tú Dung chính là nhân chứng hữu ích của vụ án này. Theo như thông tin Châu Tú Dung cung cấp, cảnh sát đã đi đến làng Trấn và tìm được nhà của Lưu Kiệt Đông. Ngôi nhà này nằm ở cuối thôn, khá cách biệt với những ngôi nhà còn lại. Là một ngôi nhà cấp 4 bình thường, thậm chí là có phần sơ xác, không giống như suy đoán ban đầu của cảnh sát là nạn nhân có điều kiện kinh tế khá giả. Nhìn từ bên ngoài vào, cảnh sát cảm giác như ngôi nhà này chẳng có ai ở, các cửa chính, cửa sổ ở trong nhà đều bị đóng kín, lá cây ở ngoài sân không có ai dọn dẹp đã rơi xuống và phủ kín trước nhà. Sau tiếng gõ cửa và tiếng gọi của cảnh sát, cánh cửa chính ở trong gia đình cũng được mở ra. Bước từ trong ra là một người phụ nữ trẻ tuổi, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Nhưng nếu nhìn kỹ thì cô ấy có ngoại hình rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn, môi đỏ hồng, ngũ quan hài hòa, trái ngược hoàn toàn với phong cách ăn mặc. Sau khi giới thiệu thì cảnh sát biết được người phụ nữ này tên là Triệu Mỹ Ngọc, 27 tuổi, là vợ của Lưu Kiệt Đông. Khi được hỏi về chồng mình, Triệu Mỹ Ngọc có chút phớt lờ, trên mặt cô lạnh lùng, không chút sắc khí, hơi hợt nói: "Chắc anh ta chết bờ chết bụi ở xó nào rồi." Có vẻ như tình cảm của hai vợ chồng không mấy tốt đẹp. Dù vậy thì để xác nhận xem nạn nhân ở trên núi có phải là Lưu Kiệt Đông hay không, thì cảnh sát cũng đưa hình ảnh chụp quần áo của nạn nhân cho Ngọc xem. Sau khi xem xét kỹ một lượt, Ngọc xị mặt thở dài, hỏi lại các cảnh sát: "Ý các anh là người này đã chết sao?" Sau khi nhận được cái gật đầu của cảnh sát, Triệu Mỹ Ngọc cũng xác nhận những đồ vật này rất giống với quần áo mà chồng mình hay mặc. Đồng thời cô cho biết ở trong lót giày phải có một đường chỉ khác màu do chính tay cô may lại.
Ngay tức thời, các điều tra viên có mặt đã gọi điện về đội điều tra yêu cầu xác nhận lại miếng lót giày ở bên chân phải. Quả nhiên, đúng như những gì Ngọc nói, miếng lót giày này hoàn toàn có một đường chỉ màu đỏ được may đắp vào trên đường chỉ trắng. Như vậy thì danh tính của nạn nhân cuối cùng cũng đã được nhận dạng, người tử vong chính là Lưu Kiệt Đông, 34 tuổi. Sau khi xác nhận được Đông là nạn nhân, cảnh sát đã hỏi vợ anh là Triệu Mỹ Ngọc rằng tại sao cô ấy không báo án chồng mình đã mất tích. Nghe câu hỏi trên, Ngọc chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Anh ta đi đâu chưa từng nói với tôi, nhưng tôi biết anh ta, nếu không phải là đi chết ở sòng bạc thì cũng là người phụ nữ khác, tôi không còn muốn quan tâm." Thái độ của Ngọc đã cho thấy mối quan hệ của cô và chồng không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, sự việc này đã nhận được thông báo ở trên báo đài. Dù tuyệt tình đến đâu thì đáng lẽ khi thấy bộ quần áo quen thuộc, cô ấy cũng nên báo cảnh sát một tiếng. Triệu Mỹ Ngọc không giải thích điều gì, chỉ lặng lặng bật chiếc tivi lên. Chiếc tivi không có hình ảnh, chỉ toàn là hồn mè, chẳng thể xem được gì, màn hình cũng bị nứt nhẹ. Hóa ra là chiếc tivi trong nhà bị hỏng cho nên Ngọc không thể xem được tin tức. Chắc các bạn đang nghĩ nếu không xem được tin tức ở trên báo đài thì tin tức trên điện thoại hay từ nhà hàng xóm cũng được, đúng không? Cảnh sát ban đầu cũng nghi ngờ là như vậy, nhưng sau khi điều tra kỹ hơn thì họ mới biết được Triệu Mỹ Ngọc hầu như không giao tiếp với ai, ban ngày chỉ nằm ở trong nhà, đến đêm mới ra khỏi nhà. Theo lời của Triệu Mỹ Ngọc, cô đã không gặp chồng kể từ ngày 25 tháng 8. Tuy nhiên, vì nghĩ chồng cũng như mọi khi biến mất một thời gian do cầm tiền mà cô làm ra để đến sòng bạc và tìm người phụ nữ khác, vậy nên Ngọc cũng chẳng quan tâm. Ban ngày cô sẽ ở nhà để ngủ, đến đêm thì rời khỏi nhà làm việc. Tuy nhiên khi cảnh sát hỏi là việc gì thì Ngọc lại tỏ ra tức giận không nói. Hỏi những người hàng xóm xung quanh thì cảnh sát mới biết được công việc của Triệu Mỹ Ngọc chính là gái bán hoa. Theo bà Liêu, hàng xóm của gia đình Lưu Kiệt Đông, Đông và Ngọc kết hôn vào một năm trước. Lúc đầu Ngọc rất nhiệt tình và giỏi giao tiếp, thường hay qua nhà bà biếu đồ ăn. Tuy nhiên sau khi kết hôn vài tháng thì Ngọc và Đông thường xuyên cãi nhau. Từ thời điểm đó, Đông cũng nghỉ làm ở nhà, lâm vào con đường bài bạc. Ngọc cũng trở nên trầm tính, rồi chẳng hiểu vì lý do gì mà trở thành gái bán hoa. Vì công việc khá nhạy cảm cho nên cảnh sát cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Còn về mối quan hệ vợ chồng, Ngọc chỉ nói rằng hai vợ chồng cô từ lâu đã không còn hòa thuận. Họ sống với nhau chỉ trên danh nghĩa, chứ thực chất thì đã hết tình cảm. Lúc này, cảnh sát cũng sực nhớ tới Châu Tú Dung, người đã cung cấp thông tin cho họ. Tuy nhiên, nghe đến cái tên này, Triệu Mỹ Ngọc lại cười khẩy một cái. Cô cho biết Châu Tú Dung là một trong những người tình của chồng mà cô biết. Nhưng người tình như thế nào, làm sao họ quen nhau thì Triệu Mỹ Ngọc lại không thể biết. Vì vậy mà cảnh sát quyết định sẽ lần nữa đến tìm Châu Tú Dung, và đồng thời lúc này cảnh sát cũng chợt nảy ra một suy luận. Có thể Châu Tú Dung và Lưu Kiệt Đông ở trong quá trình qua lại đã bị Trương Tấn Tài, chồng của Dung, phát hiện. Để cắt đứt chuyện tình cảm này, Tài đã hẹn Đông lên núi để nói chuyện, sau đó anh ta đã dùng thanh sắt đánh Đông đến mức tử vong. Đó cũng có thể là lý do mà Tài không muốn Dung tiếp xúc với cảnh sát, đồng thời cũng vì sợ chồng mà Dung không khai hết ra mọi chuyện với họ. Dù gì thì việc lấy lời khai trực tiếp vẫn tốt hơn là ở đây đoán già đoán non, nên cảnh sát đã nhanh chóng trở về làng Trương Nhược. Tối ngày 10 tháng 9, cảnh sát lại có mặt tại nhà Châu Tú Dung. Nhìn thấy cảnh sát tới, Dung run rẩy thể hiện ra mặt. Trương Tấn Tài lúc này đã say xỉn và vào trong phòng ngủ. Dung thì sợ hãi, dùng tay ra hiệu cho cảnh sát đừng ồn ào. Sau khi bọn họ cùng nhau ra ngoài, cảnh sát đã hỏi cô về thái độ và hành động như vậy, đồng thời nói rằng họ đã biết về mối quan hệ của cô cùng với nạn nhân. Cuối cùng, lúc này Châu Tú Dung cũng chịu kể lại chi tiết những điều mà cô biết được. Châu Tú Dung và Lưu Kiệt Đông là bạn cùng lớp tiểu học. Tuy nhiên lớn lên, họ không gặp nhau nữa. Cả hai cũng đã kết hôn và có gia đình riêng vào một năm trước. Tuy nhiên Châu Tú Dung không may mắn khi chồng cô là một kẻ bợm rượu chính hiệu. Anh ta mỗi lần say xỉn đều tìm cô để trút giận. Cũng chính vì sợ hãi điều này nên Dung không dám có con. Sợ rằng con mình sẽ có cuộc sống đau khổ như cô. Gia đình Dung lại mang nặng tư tưởng con gái gả đi như bát nước đổ. Cho dù là cô có ly hôn thì gia đình cũng sẽ không chào đón cô về. Vì vậy mà Dung chỉ còn cách là cam chịu. Đến tháng 6 năm 2008, trong một lần họp lớp, Châu Tú Dung đã gặp lại Lưu Kiệt Đông.
Hai người nhờ vậy mà trò chuyện nhiều hơn, không ngờ càng nói thì hai người lại càng phát hiện có nhiều điểm chung với nhau, đặc biệt là trong hôn nhân. Theo Dung, Lưu Kiệt Đông đã kể lại với cô rằng cuộc sống của vợ chồng anh ấy không hề tốt đẹp, hai vợ chồng không có tiếng nói chung. Vợ vì tham lam vật chất mà bước vào con đường trụy lạc. Châu Tú Dung cũng đồng cảm kể lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. Chồng thường xuyên rượu chè đánh đập vợ, mẹ chồng thì bệnh liệt giường nên cô chăm sóc cũng rất vất vả. Chính vì những sự đồng cảm này mà cả hai nói chuyện với nhau ngày càng nhiều, dần dần biến thành mối quan hệ trai gái. Vì cuộc hôn nhân cả hai đều không hạnh phúc, vì vậy để giải quyết nhu cầu sinh lý, mỗi tuần hai người sẽ hẹn gặp nhau 1 đến 2 lần ở ngôi nhà hoang dưới chân núi ở trong làng Trương Nhược. Thế nhưng Châu Tú Dung rất sợ chồng phát hiện, vì vậy cô ấy luôn cố gắng chiều chồng vào những ngày gặp tình nhân bằng cách mua thật nhiều rượu để chuốc say anh ấy. Như vậy thì cô có thể dễ dàng rời khỏi nhà hơn. Nhưng đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Vào tháng 8, sau khi Châu Tú Dung về nhà vào sáng sớm, đã bắt gặp chồng mình là Trương Tấn Tài ngồi ở trước cửa đợi. Thấy Dung về nhà vào lúc sáng sớm như vậy, Tài tiến lên đánh liên tiếp vào người vợ, liên tục hỏi cô là đã qua đêm với gã đàn ông nào. Đương nhiên, Châu Tú Dung đâu có dại mà thừa nhận. Cô nói rằng mình tính ra chợ sớm để mua cháo cho mẹ. Nhưng hôm đó, người bán hàng lại không bán, như vậy thì mới thoát khỏi trận đòn của chồng. Dù vậy thì Tài vẫn rất nghi ngờ cô. Sau sự việc lần đó, Châu Tú Dung và Lưu Kiệt Đông cũng không còn gặp gỡ nhau nhiều như trước. Nhưng Châu Tú Dung vẫn khẳng định chắc nịch chồng mình không hề biết đến Lưu Kiệt Đông. Đồng thời cầu xin cảnh sát không nói chuyện này với chồng cô, nếu không cô sẽ không còn chỗ nương thân nào khác. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến người hàng xóm xung quanh nhà Trương Tấn Tài để xác nhận lại những điều mà Châu Tú Dung nói. Thì quả nhiên họ cũng nói Tài là một con ma men, không có tối nào là không bất tỉnh. Họ cũng cho biết từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, tối nào họ cũng tụ tập ở trong sân nhà Trương Tấn Tài để chuẩn bị cho lễ hội làng sắp tới. Vì vậy mà họ khẳng định chiều nào Trương Tấn Tài cũng say bí tỉ rồi ngủ ở trong nhà. Như vậy thì rõ ràng là Trương Tấn Tài lẫn Châu Tú Dung đều không có thời gian để phạm tội. Cả hai đã nhanh chóng được gạch tên ra khỏi danh sách tình nghi. Vậy ngoài hai người này, Lưu Kiệt Đông có còn mối quan hệ ngoài luồng với ai khác nữa không? Lúc này, cảnh sát mới nhớ đến vợ anh ấy từng nói Châu Tú Dung chỉ là một trong nhiều người phụ nữ mà Đông qua lại. Vì vậy, họ đã ngay lập tức chạy đến nhà gặp và hỏi Triệu Mỹ Ngọc. Triệu Mỹ Ngọc cho biết cô không rõ chồng mình qua lại với bao nhiêu người, chỉ biết rõ được Châu Tú Dung và một người khác tên là Ngô Mộng, người cùng làng. Ngay sau đó, Ngô Mộng đã được cảnh sát tìm tới. Tuy nhiên cô ấy lại phủ nhận mối quan hệ của cả hai và cho rằng Triệu Mỹ Ngọc là ghen tuông rồi đổ tội cho mình. Đồng thời Ngô Mộng cũng nói rằng Triệu Mỹ Ngọc và Lưu Kiệt Đông thường xuyên xảy ra xích mích. Đông lại chỉ biết chơi rồi phá, nên biết đâu Ngọc mới chính là người thoải mái nhất khi chồng biến mất. Các manh mối lúc này trở nên rối tung vì nạn nhân Lưu Kiệt Đông có nhiều mối quan hệ xung quanh bên ngoài. Điều đặc biệt là tất cả đều không phải là mối quan hệ lành mạnh thân thiết gì mà đều là mối quan hệ dựa trên lợi ích. Ngày 15 tháng 9, đã hơn một tuần kể từ khi phát hiện ra thi thể của Lưu Kiệt Đông, vụ án vẫn còn có rất nhiều nút thắt chưa thể gỡ. Lúc này, đồn cảnh sát Kỳ Châu đã nhận được một cuộc điện thoại, ở trong đó có giọng của một người đàn ông. Anh ta nói rằng mình biết hung thủ của vụ án Lưu Kiệt Đông là ai và trực tiếp chỉ điểm người đó chính là Triệu Mỹ Ngọc. Sau khi nói xong thì anh ta nhanh chóng tắt máy. Tuy nhiên sau khi điều tra thì cảnh sát biết được chủ nhân của số điện thoại này thuộc về một người đàn ông họ Lý. Sau khi đến tận nơi và tìm thấy anh ta, anh Lý mới kể lại. Anh ta cũng là một vị khách quen của Triệu Mỹ Ngọc và anh ta cũng là người quen của Lưu Kiệt Đông. Hôm qua anh ta đã gọi Ngọc đến để làm chuyện đó. Không ngờ sau khi mây mưa xong, Ngọc nằm ở bên cạnh anh ta nói rằng chính mình đã giết chồng. Người đàn ông họ Lý nghe vậy thì có chút bất ngờ quay sang nhìn Ngọc. Mặt cô ta không chút sắc thái, vẫn thừa nhận chính mình đã dụ Đông lên núi, sau đó đã dùng gậy đập nhiều lần vào đầu anh ấy. Anh Lý nghe vậy thì có chút khó hiểu, không hiểu tại sao Ngọc lại nói mấy điều này với mình. Đến sáng ngày hôm sau, anh Lý quyết định báo lại với cảnh sát điều này. Mặc dù những lời này rất đáng nghi, nhưng cảnh sát lại không có manh mối cụ thể.
đúng như họ suy đoán khi cảnh sát tìm đến gặp Ngọc và tường thuật lại những thông tin mà người đàn ông họ Lý nói. Cô đã từ chối và nói rằng trong lúc mơ màng cô chỉ nói bừa vì nghĩ đến chuyện chồng mình ngoại tình với người khác khiến cô rất tức giận. Thậm chí đến lúc chết cũng là cái chết vì đi gặp gái. Vì không có chứng cứ cụ thể nên cảnh sát chỉ có thể rời đi. Thế nhưng ông trời quả thật là không phụ lòng người. Chiều ngày 16 tháng 9, tổ giám định đã phát hiện ở bên trong ống thanh sắt có một vết màu đỏ. Ban đầu họ không chú ý bởi vì lỗ này rất nhỏ, chỉ hơn 1cm. Tuy nhiên, ở trong một lần vô tình nhìn thấy vết đỏ này ở dưới ánh đèn, vết đỏ này không phải là máu mà giống như là màu sơn móng tay. Có vẻ là vì màu sơn còn mới nên đã vô tình dính vào trong khi mà hung thủ cầm thanh sắt này. Đây là manh mối rất quan trọng vì họ nhận ra chính Triệu Ngọc Mỹ cũng có sơn móng tay màu đỏ trong những lần họ gặp cô trước đó. Tuy nhiên, để chắc chắn đây là màu sơn của Ngọc, họ đã đi đến các cửa hàng sơn móng tay tại địa phương để tìm hiểu. Theo như các chủ cửa hàng thì màu đỏ là màu thịnh hành được rất nhiều phụ nữ yêu thích. Tuy nhiên, dựa trên chất sơn thì họ cũng nhận thấy đây thuộc về một hãng ngoại nhập. Ở Kỳ Châu chỉ có hai cửa hàng duy nhất bán loại này. Cảnh sát nhận được tin tức thì đã lập tức đi đến hai cửa hàng trên. Quả nhiên là một trong hai chủ cửa hàng cho biết mình từng bán hãng sơn màu đỏ này cho Triệu Mỹ Ngọc vào ngày 22 tháng 8 vì cô là khách quen cho nên ông chủ cửa hàng nhớ rất rõ. Với những manh mối này, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến gặp Triệu Mỹ Ngọc. Lúc này, sự chú ý của cảnh sát cũng nhắm vào móng tay của cô ta. Một nữ cảnh sát đã nhận thấy ngón tay áp út có một vết nhám nhẹ ở trên mặt móng. Nếu bạn nào hay sơn móng thì cũng biết khi móng chưa khô mà chạm phải đồ vật gì thì nó sẽ làm cho móng của mình không được bóng đều như các ngón còn lại. Với manh mối như vậy, cảnh sát đã thực hiện thẩm vấn Triệu Mỹ Ngọc 2 tiếng liên tục. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được những câu hỏi của cảnh sát, Triệu Mỹ Ngọc cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội. Triệu Mỹ Ngọc lúc này không còn mang dáng vẻ lạnh lùng như trước nữa, nước mắt cô ta lúc này lăn dài, vừa khóc vừa kể lại. Triệu Mỹ Ngọc và Lưu Kiệt Đông gặp gỡ nhau từ 2 năm trước. Ngọc xinh đẹp, giỏi giang, lại biết cách ăn nói nên được lòng rất nhiều người, trong đó có cả Đông. Trong một năm đó, Đông liên tục theo đuổi và đối xử rất ga lăng với Ngọc. Điều đó khiến cô tin rằng mình đã gặp được người đàn ông đáng để dựa dẫm cả đời. Triệu Mỹ Ngọc thậm chí còn cãi lời cha mẹ, mặc kệ mai mối của gia đình mà chọn kết hôn với Lưu Kiệt Đông không mấy khá giả. Hôn nhân với người vợ mỹ nhân khiến cho Lưu Kiệt Đông nổi tiếng khắp xóm làng, thậm chí là mọi người còn rất ganh tị khiến cho anh ấy càng ngày càng tự hào. Thế nhưng bản chất của Đông cũng dần lộ ra, thời gian đầu hai người còn rất vui vẻ. Nhưng về sau, Đông suốt ngày chỉ biết tụ tập với bạn bè, chơi bời nhậu nhẹt khiến cho Triệu Mỹ Ngọc vô cùng khó chịu. Toàn bộ tiền của cô tiết kiệm, lẫn tiền mà mẹ cho riêng cô trước khi rời đi đều bị Đông tiêu xài hoang phí tất thảy. Nhưng điều đó còn chưa là gì nếu như vào tháng 2 năm 2008 không có một sự kiện xảy ra. Hôm đó, Lưu Kiệt Đông mời bạn bè về nhà nhậu nhẹt, ăn uống tỉ tê đến mức say bất động. Lúc này, một người bạn của Đông khi đi vệ sinh thì bỗng nhìn thấy Triệu Mỹ Ngọc khi cô vừa vào phòng ngủ. Ngọc xinh đẹp, vóc dáng nảy nở là ước ao của bao nhiêu người. Trong cơn say xỉn, hắn ta tiến vào trong phòng ngủ, chốt khóa cửa. Ngọc thấy vậy thì la hét kêu cứu, tuy nhiên chồng cô lúc này đã say như chết. Dù Ngọc có vùng vẫy cỡ nào thì vẫn bị tên đàn ông kia hãm hiếp. Đến một tiếng sau, Lưu Kiệt Đông tỉnh táo hơn một chút thì mới định tiến vào trong phòng ngủ. Không ngờ, người mở cửa lại là anh em chí cốt của anh ta. Đông thẫn thờ nhìn vào trong xem xét thì thấy vợ đang nằm trên giường, quần áo bị xé rách, ánh mắt vô hồn nhìn về hướng cửa sổ. Đông thấy vậy, không kiềm chế liền nhào đến đánh mạnh người bạn. Những người khác sau đó cũng nhào đến cản lại. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, Đông đuổi những người đàn ông kia về, lẳng lặng bước vào phòng ngủ. Triệu Mỹ Ngọc nhìn thấy chồng, ánh mắt cô tủi nhục bật khóc, chờ đợi một cái an ủi từ chồng. Thế nhưng, không ngờ anh ta lại tỏ ra chê bai, nói vợ mau vứt bỏ toàn bộ chăn gối, sau đó nói cô mau đi tắm rửa sạch sẽ. Sau ngày hôm đó, Đông không còn muốn gần gũi vợ nữa, anh ta cho rằng vợ đã bị ô uế, không còn xứng với mình. Dù vậy thì Triệu Mỹ Ngọc lúc đó như bị thao túng tâm lý, cô cho rằng mình quả thật là không xứng đáng với chồng.
Vậy nên, thay vì trách Đông thì Ngọc chỉ lặng lẽ đau khổ và ngậm đắng nuốt cay. Nhưng mọi chuyện dừng lại ở đó thì cũng sẽ chẳng có chuyện giết chóc gì xảy ra. Khoảng một tháng sau đó, Lưu Kiệt Đông nợ nần cờ bạc bị đuổi đánh đến tận nhà. Lúc này, một tên chủ nợ đã đề nghị nếu như Triệu Mỹ Ngọc chịu ngủ với mình một đêm sẽ xóa lãi cho Đông. Không chần chừ, Đông lập tức đồng ý. Sau đó anh ta trở về khóc lóc ỉ ôi, cầu xin vợ chỉ cần ngủ với chủ nợ một đêm thì anh ta mới có thể giữ được mạng sống. Thấy chồng như vậy, Ngọc thương xót vô cùng nên chỉ đành cắn răng cắn lợi đồng ý. Tối ngày hôm đó, ngay chính trong căn nhà của mình, Triệu Mỹ Ngọc đã bị chồng bán mình cho một người đàn ông khác. Ngỡ rằng như vậy đã là quá đủ, không ngờ người đàn ông đó rất hài lòng nên đã tiếp thêm cho Đông một ít tiền. Chính lúc này, Lưu Kiệt Đông nhận ra vợ mình chính là một món đồ đáng giá. Thế là liền nảy ra ý định sẽ dùng thân thể của vợ để giúp mình kiếm tiền tiêu xài. Cứ như vậy, những lần tiếp theo, anh ta hết viện lý do là trả nợ giữ mạng đến chu cấp cho gia đình mà đẩy Triệu Mỹ Ngọc cho những người đàn ông khác. Điều đáng căm phẫn hơn là mỗi lần nhận tiền trước mặt Ngọc, anh ta sẽ cho cô vài tệ, xem như là phí. Đây không còn là vợ chồng nữa, mà đây là một cuộc giao dịch. Dần dần, Ngọc cũng chấp nhận chuyện này theo tần suất thường xuyên hơn, đến mức mọi người cũng khẳng định cô chính là một gái bán hoa thực sự. Thế nhưng, hy sinh vì chồng là vậy, Lưu Kiệt Đông thì ngược lại, càng lúc càng xa lánh vợ. Anh ta cho rằng vợ mình đã bị vấy bẩn bởi nhiều người đàn ông, thậm chí còn nói kinh tởm con người cô. Anh ta sử dụng chính tiền mà vợ mình làm ra để tiêu xài cờ bạc, giao du với nhiều người phụ nữ khác nhau để giải quyết nhu cầu sinh lý. Thật sự không thể hiểu nổi, anh ta ghê sợ cơ thể của vợ mình nhưng lại ham muốn với những người phụ nữ khác. So với những gì Triệu Mỹ Ngọc làm, Lưu Kiệt Đông lại càng đáng khinh hơn. Sau khi quen với Châu Tú Dung, Lưu Kiệt Đông chỉ bắt đầu tập trung đến cô. Sự việc dần dà đã bị Triệu Mỹ Ngọc biết được, cô căm phẫn vì tất cả những điều mà mình hy sinh cho chồng, cuối cùng lại bị chính chồng mình xa lánh chê bai và dùng mình như một công cụ kiếm tiền. Người ta thường nói, con người yêu càng nhiều thì hận càng nhiều. Quả thật là rất đúng đối với trường hợp của Triệu Mỹ Ngọc. Không thể chịu nổi cuộc sống hiện tại, Triệu Mỹ Ngọc quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện. Chiều ngày 24, cô mua một sim điện thoại rác, sau đó nhắn vào máy của chồng, tự nhận mình là Châu Tú Dung, hẹn gặp chồng ở trên núi làng Trương Nhược. Đến tối, cô đến điểm hẹn trước, dùng đèn pin để đánh dấu điểm hẹn. Khi Lưu Kiệt Đông đã chuẩn bị xong xuôi, anh ta đến đúng vị trí đèn pin đang sáng và gọi tên người tình. Trong lúc không đề phòng, Triệu Mỹ Ngọc đang nấp ở gần đó đã dùng gậy sắt đập mạnh vào đầu của Lưu Kiệt Đông. Cú đập đầu tiên mạnh đến mức khiến cho Đông ngã xuống đất nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn xem ai đã làm điều này với mình. Triệu Mỹ Ngọc thấy vậy thì không dừng tay, nhân cơ hội chồng không thể phản kháng, liền đập liên tiếp vào đầu anh ta đến khi Đông bất động. Vừa đập, Ngọc vừa khóc. Lúc này mọi căm phẫn ở trong người cô ta trong suốt thời gian qua như được bung tỏa. Sau khi gây án, Ngọc dùng khăn tay lau sạch dấu vân tay, vứt nhanh lại thanh sắt và cầm hai chiếc đèn pin rời đi. Sau khi về đến nhà, cô ta đóng sập cửa và chỉ ở mãi trong nhà. Vì trước đó cuộc sống của Ngọc cũng đã trải qua như vậy cho nên mọi người cũng chẳng mấy nghi ngờ. Sau khi vụ án được sáng tỏ, mọi người ai nấy đều đồng cảm và thương xót cho số phận của Triệu Mỹ Ngọc. Thế nhưng, điều đó cũng không thể rửa sạch tội của cô ta. Tòa án cuối cùng vẫn kết án tử hình Triệu Mỹ Ngọc. Trước khi bị đưa ra pháp trường, cha mẹ của Triệu Mỹ Ngọc ở Thương Châu đã đến gặp con lần cuối. Nhìn nếp nhăn trên mặt cha mẹ mỗi lúc một nhiều, Triệu Mỹ Ngọc bật khóc nức nở. Xin lỗi vì lúc trước đã không nghe lời khuyên của cha mẹ, đồng thời vô cùng có lỗi khi không làm trọn đạo con. Cha mẹ của Triệu Mỹ Ngọc cũng đau khổ, cầu xin tòa án tha thứ cho con gái để họ thay con nhận tội. Trong những ngày diễn ra xét xử, mọi người có mặt rất đông, không khí im lặng, mọi người không chỉ trích người phụ nữ kia mà cảm thấy vô cùng đau lòng cho cô ấy. Một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, với tương lai sáng lạng, chỉ vì lời hứa hẹn của một tình yêu không có sự cam kết, kết cục cuối cùng vô cùng thê thảm. Vậy thì mới nói, kết hôn là chuyện cả đời, ở trong đời mỗi cô gái chỉ có duy nhất một lần được lựa chọn người nhà, vậy nên đừng chỉ chọn dựa trên mặt cảm xúc. Yêu đương và hôn nhân là một trời một vực, vì vậy hãy nhìn nhận nó ở nhiều hình thái hơn trước khi bước vào mối quan hệ ràng buộc nhé.
Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bạn cảm thấy vụ án này như thế nào? Và đừng quên để lại bình luận của bạn ở bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.